Xin chào quý vị khán giả của Mật Mã Đen Trắng. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án xảy ra trong một đêm mưa tầm tã tại thị trấn An Lục, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nơi đây rất nổi tiếng là vùng đất của cây bạch quả, và trong thị trấn An Lục có một con sông mang tên là Phủ Hà. Hai bên bờ sông này có một công viên quốc gia đẹp như tranh vẽ. Nhưng ngay dưới đáy của con sông yên bình đó đã từng ẩn chứa một bí mật kinh hoàng mà không ai biết đến. Vào buổi tối ngày 23 tháng 8 năm 2014, một trận mưa lớn đã bất chợt đổ xuống các con phố và ngõ nhỏ trong thị trấn An Lục. Đối với cư dân của cả thị trấn, trong một đêm mưa như thế này, không có gì tốt hơn là ngủ một giấc ngon lành. Nhưng Lý Xuân Bình, một người phụ nữ 41 tuổi, vẫn đang rất lo lắng ngồi trong nhà không thể ngủ được, bởi vì chồng của cô là Phan Đạo Văn vẫn chưa trở về nhà. Hơn nữa, điện thoại của anh cũng đã tắt máy từ lâu. Trước đây chồng của cô chưa bao giờ như vậy. Điều này đã làm cho Lý Xuân Bình ngày càng trở nên lo lắng. Ban đầu, cô và các thành viên trong gia đình đã định ra ngoài để tìm kiếm, nhưng ngoài trời đã mưa lớn không ngừng vào tối đó. Vì thế, Lý Xuân Bình chỉ có thể ngồi trong nhà chờ đợi trời sáng. Vào ngày hôm sau, Lý Xuân Bình đã kêu gọi tất cả người thân và bạn bè đến để tìm kiếm giúp đỡ. Tất cả mọi người đều lang thang tìm kiếm người đàn ông đã mất tích khắp nơi. Nhưng lạ thay, họ đã tìm kiếm cả ngày mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì về tung tích của Phan Đạo Văn. Lúc này, Lý Xuân Bình đã nhận ra chồng của cô thực sự đã gặp chuyện gì đó chẳng lành. Vì vậy, cô đã quyết định đi đến đồn cảnh sát thị trấn An Lục để báo cáo người mất tích. Rất nhanh chóng, tin tức về vụ điều tra của cảnh sát đã trở nên xôn xao trên toàn bộ thị trấn An Lục. Bởi vì Phan Đạo Văn, người đàn ông đã mất tích, không phải là người bình thường ở nơi này. Phan Đạo Văn là một ông chủ của một nhà máy ở thị trấn này. Anh ta sở hữu tài sản hàng chục triệu đô la và có rất nhiều mối quan hệ. Chính vì thế, sự việc đã thu hút sự quan tâm rất lớn trong cộng đồng. Về nguyên nhân việc mất tích của Phan Đạo Văn, đã có rất nhiều thông tin trái chiều. Có người đã nói rằng Phan Đạo Văn đã bị bắt cóc vì khối tài sản của anh ta sẽ giúp cho những tên bắt cóc có một khoản tiền chuộc lớn. Có người lại nói rằng Phan Đạo Văn đã gây thù chuốc oán trong quá trình làm ăn kinh doanh và bị kẻ thù truy sát. Có người lại nói Phan Đạo Văn đã ngoại tình và bị sát hại. Đối với sự quan tâm rất lớn của công chúng, cảnh sát An Lục cũng cảm nhận được áp lực rất lớn trong việc giải quyết vụ án. Điều đầu tiên họ cần làm là xác định khoảng thời gian và địa điểm cụ thể mà Phan Đạo Văn đã mất tích. Dựa vào lời khai của Lý Xuân Bình, vào chiều ngày 23 tháng 8, Phan Đạo Văn đã lái xe hơi của gia đình rời khỏi nhà. Nhưng vào khoảng 11 giờ 55 phút tối cùng ngày đó, con gái của anh đã nhìn thấy chiếc xe hơi của cha cô được đậu dưới tòa nhà. Nghĩa là Phan Đạo Văn có thể đã quay trở về bằng xe riêng vào tối đó. Nhưng không ai biết chính xác thời điểm anh ta quay trở về. Dựa vào các đặc điểm cụ thể của chiếc xe hơi của Phan Đạo Văn, cảnh sát An Lục đã thu thập được video giám sát gần các tuyến đường nạn nhân có thể đi qua và tiến hành điều tra xác minh. Kết quả là cảnh sát đã phát hiện ra vào lúc 11 giờ 35 phút tối cùng ngày, chiếc xe hơi của Phan Đạo Văn đã đi qua một camera giám sát ở gần ngã tư đường. Do đó, cảnh sát An Lục đã xác định được khoảng thời gian cụ thể mà Phan Đạo Văn mất tích, có thể là từ 11 giờ 35 đến 11 giờ 55 phút tối cùng ngày 23 tháng 8. Vậy trong khoảng thời gian ngắn này, điều gì đã xảy ra? Cảnh sát An Lục đã quyết định bắt đầu điều tra xung quanh các tuyến đường người đàn ông đã đi xe về nhà, với hy vọng tìm thấy một số dấu vết. Tuy nhiên, do trời mưa lớn vào tối đó và cũng là thời điểm đêm khuya, nhiều cửa hàng trên đường đã đóng cửa không hoạt động nữa. Cảnh sát An Lục đã hỏi xung quanh nhưng không có bất kỳ thông tin có liên quan nào được thu thập. Duy nhất chỉ có một dấu vết hữu ích đến từ một người hàng xóm gần nhà của Phan Đạo Văn. Anh ta tên là Xuân Mộ Tú và là một người cung cấp dịch vụ sửa chữa và rửa xe. Cửa hàng của Xuân Mộ Tú nằm ngay dưới tòa nhà mà Phan Đạo Văn đang sống. Dựa trên lời khai của Xuân Mộ Tú, vào buổi tối ngày 23 tháng 8, anh ta đã đột nhiên nghe thấy từ hành lang gần đó có một tiếng gào khóc đau đớn. Lần theo âm thanh cho thấy, đó có thể là tiếng của một người đàn ông đã trưởng thành.
Tuy nhiên vì âm thanh mưa lớn vào tối đó là khá lớn, Xuân Mộ Tú đã chỉ nghe thoáng qua một chút. Sau đó tiếng gào khóc đau đớn đó đã không còn vang lên nữa. Dựa trên dấu vết này, cảnh sát An Lục đã tìm đến hành lang ngay dưới tòa nhà của Phan Đạo Văn để tiến hành điều tra chi tiết hơn. Không ngoài dự đoán, các chuyên viên điều tra đã tìm thấy tổng cộng 7 vết máu trên lối vào cửa hành lang. Trong số đó có 6 vết máu nhỏ, ngẫu nhiên rải rác trên mặt đất ở lối vào. Ngoài ra, trên tường còn có một số vết máu lớn. Bên cạnh đó, các chuyên viên điều tra còn thu thập được một sợi tóc của người trong góc tường ở phía đông. Sau đó, những vết máu và sợi tóc này đã được đưa về cục cảnh sát để tiến hành so sánh và phân tích DNA. Kết quả cho thấy 7 vết máu trên lối vào hành lang và sợi tóc, tất cả đều thuộc về Phan Đạo Văn, nạn nhân đã bị mất tích trong vòng 36 giờ qua. Do đó, cảnh sát An Lục đã suy đoán rằng điểm dừng chân cuối cùng của Phan Đạo Văn trước khi mất tích có thể là lối vào hành lang này. Dựa trên những vết máu nhỏ và ít ỏi này, cảnh sát An Lục đã tạo ra một bản phát thảo ban đầu về đối tượng tình nghi. Đầu tiên, Phan Đạo Văn vào tối đó chỉ bị một chút tổn thương ngoài da. Có thể anh ta đã bị bắt cóc bởi một người bí ẩn, nhưng vết thương trên cơ thể là không nghiêm trọng và không đe dọa đến tính mạng. Xét đến nạn nhân là Phan Đạo Văn, một người đàn ông trưởng thành và có sức khỏe tốt, nhưng tên tội phạm có thể dễ dàng thực hiện vụ bắt cóc. Vì vậy, nghi phạm đầu tiên khả năng cao cũng là một người đàn ông to cao lực lưỡng. Bên cạnh đó, hắn ta có thể sở hữu vũ khí hoặc có nhiều hơn một kẻ bắt cóc. Thứ hai là kẻ gây án đã chọn lối vào hành lang làm địa điểm gây án, chứng tỏ chúng đã biết địa chỉ nhà của Phan Đạo Văn. Vì vậy, hung thủ có thể là một người trong mạng lưới quan hệ của anh ta. Thứ ba, sau khi bắt cóc Phan Đạo Văn, hung thủ đã rời khỏi hiện trường mà không bị phát hiện. Điều này cho thấy vào tối đó, chúng có thể đã sử dụng phương tiện giao thông và hung thủ có vẻ khá quen thuộc với tình hình giao thông ở An Lục. Vì vụ án có liên quan đến tính mạng của một con người, cảnh sát thị trấn An Lục đã nhanh chóng thành lập một nhóm điều tra đặc biệt và triển khai 3 nhóm để tiến hành điều tra một cách toàn diện. Nhóm thứ nhất chủ yếu được giao nhiệm vụ trông giữ nhà ở của Phan Đạo Văn, chờ đợi cuộc gọi yêu cầu tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc. Nhóm thứ hai sẽ tiến hành điều tra và khảo sát các mối quan hệ xã hội của Phan Đạo Văn và gia đình của anh ta, với hy vọng có thể phát hiện được những nghi phạm đáng ngờ. Nhóm thứ ba sẽ tập trung vào tòa nhà nơi ở mà Phan Đạo Văn sống để tiến hành điều tra và lấy lời khai trong vòng bán kính 5 km, với hy vọng có thể tìm thấy những nhân chứng trước và sau vụ án. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc có tổ chức nhằm mục đích làm giàu. Nhưng điều không ngờ đến đối với cảnh sát là trong 48 giờ sau khi vụ án xảy ra, vẫn chưa có ai gọi điện yêu cầu đòi tiền chuộc. Trong lúc đó, cảnh sát đang thực hiện công tác phỏng vấn và điều tra, họ lại tìm thấy một thông tin khá kỳ lạ. Nhóm thứ ba đã nhanh chóng tìm thấy một nhân chứng, đó là một người đàn ông trung niên có tên là Lương Quân. Anh ta đã nói với cảnh sát rằng vào tối ngày 23 tháng 8, vào lúc khoảng 11 giờ 30 phút, khi Lương Quân đang đứng trước nhà của một khách sạn để trú mưa, khi đó anh đã nhìn thấy 3 người đứng ở lối vào cầu thang bên kia đường, di chuyển đi đi lại lại. Theo ký ức của Lương Quân, một người đàn ông trong số đó dường như đã uống quá nhiều rượu và nằm trên mặt đất. Sau đó, 2 người phụ nữ khác đã giúp anh ta đứng dậy và rời khỏi lối vào cầu thang một cách nhanh chóng. Vì quãng thời gian này khá khớp với thời điểm xảy ra vụ việc của Phan Đạo Văn, cảnh sát đã suy đoán người đàn ông say rượu mà Lương Quân nói đến có thể là Phan Đạo Văn, người đã mất tích. Tuy nhiên trong tối đó, có vẻ anh ta đã nằm trên mặt đất không phải là vì say rượu mà là bị tấn công đột ngột. Cảnh sát đã hỏi Lương Quân rằng anh có nhìn rõ đặc điểm ngoại hình của 2 người phụ nữ đó không? Nhưng Lương Quân đã trả lời rằng trong đêm đó mưa quá to và đèn đường khá tối nên anh đã không nhìn rõ được. Nhưng Lương Quân đã nhớ rất kỹ rằng có một trong 2 người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, còn người kia có vẻ đang mặc một chiếc áo khoác choàng màu xám nhạt, tóc của cô ấy cũng khá dài. Khi nghe những thông tin này, họ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, vì trong các suy đoán trước đó, cảnh sát chưa từng nghĩ đến việc Phan Đạo Văn đã bị 2 phụ nữ bắt cóc. Nếu những gì nhân chứng Lương Quân nói là đúng,
thì hai người phụ nữ này cuối cùng là ai? Tại sao họ lại đến trước cửa nhà của Phan Đạo Văn vào đêm khuya mà anh ta lại không hề đề phòng? Lúc này, cảnh sát trong nhóm điều tra đã cho rằng đây chắc chắn là một vụ việc do người quen gây ra, và vợ của Phan Đạo Văn là Lý Xuân Bình có thể đã biết một số manh mối mà chưa tiết lộ ra. Vì vậy, trong lúc chờ đợi điện thoại đòi tiền chuộc của những kẻ bắt cóc, cảnh sát trong nhóm thứ hai đã bắt đầu thẩm vấn gia đình của Phan Đạo Văn. Dựa trên lời khai của người vợ là Lý Xuân Bình, mặc dù chồng của cô là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố An Lộc, nhưng trong hơn 20 năm làm ăn, cả hai đã luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản là lấy hòa thuận làm đầu. Theo ký ức của Lý Xuân Bình, chồng của cô ấy chưa từng có cuộc tranh cãi hoặc xung đột gay gắt nào với bất kỳ ai khác. Và trong công việc kinh doanh cũng không có tranh chấp kinh tế hoặc nợ nần nào. Cảnh sát đã động viên Lý Xuân Bình nhớ lại xem trong số những người quen biết của nhà cô có người nào thích mặc váy màu trắng hoặc thường mặc áo khoác hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Lý Xuân Bình đã trả lời: "Tôi không có ấn tượng gì. Trong hơn 2 năm gần đây, chồng tôi chủ yếu lo công việc kinh doanh bên ngoài. Tôi cũng không biết rõ về những người bạn nữ mà anh ấy đã quen biết." Sau cuộc thẩm vấn ban đầu, mặc dù từ lời khai của Lý Xuân Bình, nhóm điều tra đã không thu thập được bất kỳ manh mối hữu ích nào, nhưng những biểu hiện bất thường của Lý Xuân Bình sau khi vụ án xảy ra đã làm cho các điều tra viên cảm thấy hơi kỳ lạ. Từ khi báo cáo vụ việc, Lý Xuân Bình luôn kiên định cho rằng chồng của cô không bị bắt cóc mà đã bị sát hại. Thậm chí, cô đã nói với cảnh sát rằng cô có một linh cảm không lành về linh cữu của chồng cô đã bị ném vào một con sông gần An Lục, gọi là sông Phủ. Dựa vào linh cảm này, Lý Xuân Bình đã đề nghị một số người thân và bạn bè của gia đình đến sông Phủ để tìm kiếm. Tuy nhiên, đứng trước sự phỏng đoán không có căn cứ này, các cảnh sát trong nhóm điều tra đã không chú ý đến nó. Họ nghi ngờ Lý Xuân Bình đã giấu giếm một số bí mật không thể nói ra. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2014, tức là ngày thứ tư sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát An Lục đã không nhận được cuộc điện thoại đòi tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc. Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, có một tin xấu đã đến từ đồn cảnh sát. Hóa ra, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người ta đã phát hiện một thi thể trôi nổi ở gần sông Phủ. Dựa trên mô tả của nhân chứng tên là Tô Tiểu, vào sáng ngày 27 tháng 8, anh ta đã đến bên bờ sông Phủ như mọi khi để câu cá. Đó là một thời gian câu cá yên tĩnh và thanh bình. Nhưng trong khi câu cá, anh ta bất ngờ nhìn thấy một vật thể lớn đang trôi tới từ giữa sông mà không thể nhận ra. Ban đầu, Tô Tiểu nghĩ rằng đó chỉ là một con ma nơ canh dùng để bán quần áo đã bị vứt bỏ. Nhưng khi vật thể đó trôi đến cách bờ 3 mét, Tô Tiểu bất ngờ nhận ra rằng đó là một thi thể người thật. Sau khoảng 5 phút sợ hãi, Tô Tiểu mới dần lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, anh ta đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi thi thể được đưa lên bờ, cảnh sát An Lục đã phát hiện toàn bộ thi thể đã sưng phồng. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hiệu Zimba, trong khi quần đã bị cởi ra và buộc một nút chặt ở dưới chân. Bên cạnh đó, trên eo, chân và tay của nạn nhân, mỗi vị trí đều bị buộc 2 quả tạ. Xung quanh những quả tạ này, thi thể đã bị quấn bằng sợi dây thép. Rõ ràng đây là một vụ án mạng. Sau đó, hung thủ đã phi tang nạn nhân ở dưới dòng sông nhằm tiêu diệt và xóa dấu vết. Vậy người đã gặp nạn này là ai? Cảnh sát đã tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm máu trong túi quần của nạn nhân. Thật đáng tiếc, tờ giấy xét nghiệm này đã bị ngấm nhòe bởi nước sông. Các chữ viết trên đó đã mờ đi và không thể nhận ra được. Sau đó, cảnh sát An Lục đã đưa thi thể về trụ sở cảnh sát để tiến hành kiểm tra chi tiết hơn. Sau khi phân tích và so sánh DNA, các bác sĩ pháp y cuối cùng đã xác nhận danh tính của nạn nhân là Phan Đạo Văn, người đã mất tích trong vòng 4 ngày qua. Sau khi nghe tin Phan Đạo Văn đã chết, vợ anh ta là Lý Xuân Bình đã cảm thấy như bầu trời sập xuống. Mặc dù cô ấy đã có linh cảm về sự bất trắc này xảy đến với chồng mình từ trước, nhưng khi phải đối mặt với sự thật đau đớn đó, Lý Xuân Bình đã nói rằng cô không thể thuyết phục chính mình chấp nhận sự tàn khốc đó. Và tin tức về việc Phan Đạo Văn bị ám sát đã nhanh chóng lan truyền trong thị trấn An Lục. Một doanh nhân giàu có địa phương
đã bị bắt cóc ngay dưới tòa nhà của mình và sau đó bị sát hại một cách tàn nhẫn. Một hành động tàn ác như vậy đã khiến phản ứng của cộng đồng xung quanh trở nên vô cùng dữ dội. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi đi ra khỏi nhà và đi xuống phố. Nơi này đã không còn cảm giác an toàn như trước đây. Điều này đã khiến áp lực dành cho cảnh sát ngày càng lớn hơn. Khi xem xét đến đặc điểm đặc biệt của nạn nhân, các thành viên trong đội điều tra đã đặt ra giả định rằng cái chết kỳ lạ của Phan Đạo Văn có thể có hai khả năng để lý giải. Khả năng thứ nhất là hung thủ đã ra tay do mâu thuẫn về mặt tình cảm. Khả năng thứ hai là hung thủ đã gây án do có xung đột về lợi ích cá nhân trong công việc kinh doanh. Vì đã có những nhân chứng thấy hai người phụ nữ đáng nghi trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, nên cảnh sát An Lục đã nghiêng về khả năng thứ nhất là án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Vì vậy, đội điều tra đã một lần nữa tìm đến vợ của Phan Đạo Văn để thẩm vấn. Tuy nhiên, Lý Xuân Bình cho rằng chồng của cô không thể ngoại tình, vì cuộc sống tình cảm của họ đã được duy trì rất tốt. Và một số người bạn của Phan Đạo Văn cũng đã nói với cảnh sát rằng trước khi bị sát hại, anh ta không phải là một người đàn ông hay lăng nhăng, thích đi trêu hoa, ghẹo nguyệt. Sau một loạt cuộc điều tra và phỏng vấn, cảnh sát An Lục đã nhận thấy trong tâm trí gia đình và bạn bè của nạn nhân, họ thấy rằng Phan Đạo Văn chỉ là một doanh nhân rất chăm chỉ kiếm tiền và có một đời tư khá chỉnh chu. Vì thế, khả năng anh ta bị sát hại vì mâu thuẫn tình cảm là không cao. Nhưng làm sao để giải thích được việc đã có hai người phụ nữ xuất hiện tại hiện trường vụ án? Có phải kẻ thù của Phan Đạo Văn đã thuê sát thủ để sát hại anh ta từ phía sau? Các thành viên trong đội điều tra đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra tổng thể về quá trình Phan Đạo Văn đã trở nên giàu có để tìm ra câu trả lời. Kết quả là họ đã phát hiện ra một số manh mối và dấu vết đáng ngờ. Thời gian quay trở lại 17 năm trước, vào năm 1997, tại làng Sử Bằng thuộc thị trấn Lôi Công, An Lục. Lúc đó, Phan Đạo Văn 34 tuổi và anh ta đã bắt đầu đảm nhận các dự án xây dựng đường ở thị trấn. Với tinh thần cẩn trọng và năng lực làm việc tốt, anh đã nhanh chóng hoàn thành xuất sắc những dự án được giao và tích lũy được một số mối quan hệ và kinh nghiệm chất lượng. Từ năm 2003 trở đi, dân làng ở các thị trấn An Lục đã nổi lên một làn sóng xây dựng nhà tự phát. Vì thế, Phan Đạo Văn đã nhận ra được cơ hội và quyết định mở một cửa hàng kinh doanh xi măng cùng với vợ của mình. Dựa trên mối quan hệ và kinh nghiệm được tích lũy từ trước, cặp vợ chồng Phan Đạo Văn đã nhanh chóng phát triển công việc kinh doanh xi măng của mình. Chưa đầy 5 năm sau, họ đã trở thành một nhà phân phối xi măng lớn nhất trong thị trấn An Lục. Và tài sản của cặp vợ chồng này cũng nhanh chóng tăng lên hàng trăm triệu nhân dân tệ. Để mở rộng quy mô kinh doanh, vào đầu năm 2012, Phan Đạo Văn còn đảm nhận một nhà máy sản xuất đất sét trong thị trấn An Lục. Nhà máy đất sét này chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho các công ty sản xuất ngói ở xung quanh. Để tránh việc cạnh tranh về giá, vào đầu năm 2014, Phan Đạo Văn đã hợp tác với 6 nhà máy đất sét khác trong thị trấn và đồng ý áp đặt một giá bán đồng nhất cho nguyên liệu đất sét. Việc này ban đầu là một hành động có lợi cho tất cả mọi người trong ngành kinh doanh đất sét, nhưng nó lại làm một tập đoàn sản xuất gạch lớn nhất địa phương không hài lòng. Do đó, công ty gạch mang tên Liên Cường đã thuê một số bảo kê để giám sát các nhà máy sản xuất ngói khác trong thị trấn An Lục. Một khi phát hiện bất kỳ nhà máy nào mua nguyên liệu đất sét từ Phan Đạo Văn, những tên bảo kê này sẽ đến để đe dọa và ngăn chặn điều đó. Vì sự việc này, Phan Đạo Văn đã từng có mâu thuẫn với những tay chân của công ty gạch Liên Cường. Tuy nhiên, những mâu thuẫn này chỉ là những tranh chấp nhỏ. Sau đó, dưới sự hòa giải của chính quyền thị trấn Lôi Công, mâu thuẫn giữa Phan Đạo Văn và công ty gạch Liên Cường cũng dần được xoa dịu. Để không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, cảnh sát An Lục vẫn tìm đến một số chân tay của công ty Liên Cường để thẩm vấn. Trong số đó, tên đứng đầu có tên là Hà Phi, 32 tuổi. Cảnh sát đã hỏi Hà Phi về hành trình của anh ta trong đêm xảy ra vụ án. Và Hà Phi đã khẳng định rằng anh ta đã ở cùng một người tên là Từ Vĩ trong đêm ngày 23 tháng 8. Và Từ Vĩ lại là giám đốc tài chính của công ty gạch Liên Cường. Và Hà Phi là tài xế riêng của anh ta. Để xác minh lời khai của Hà Phi, cảnh sát An Lục đã tìm đến Từ Vĩ. Và kết quả cho thấy những gì Từ Vĩ đã khai là trùng khớp với câu trả lời của Hà Phi.
Bên cạnh đó, Lý Xuân Bình cũng đã khai rằng cha của Hà Phi và Phan Đạo Văn là anh em họ và mối quan hệ giữa hai gia đình luôn tốt đẹp. Hơn nữa, trong một năm trước đây, sau khi Hà Phi xuất ngũ, anh ta đã muốn thuê một cửa hàng trên phố đi bộ của thị trấn An Lục để kinh doanh. Nhưng chú ruột của anh ta là chủ tịch con phố đã không cho Hà Phi vay tiền. Sau đó, Phan Đạo Văn đã cho Hà Phi mượn 30.000 nhân dân tệ. Trong thời điểm đó, Hà Phi rất biết ơn sự giúp đỡ của Phan Đạo Văn. Mặc dù sau đó công việc kinh doanh của anh ta gặp thất bại, nhưng không có sự bất đồng nào xảy ra giữa gia đình Hà Phi và gia đình của Phan Đạo Văn. Bên cạnh đó, Hà Phi chỉ là một nhân viên được thuê bởi công ty Liên Cường. Vì vậy, khó có khả năng anh ta sẽ ra tay giết người vì lợi ích của công ty. Lúc này, cảnh sát đã loại trừ Hà Phi ra khỏi danh sách nghi phạm. Chính vì điều này, cuộc điều tra vụ án đã đi đến một ngõ cụt. Cảnh sát An Lục đã điều tra tất cả các mối quan hệ xã hội của Phan Đạo Văn, nhưng cho dù là trên khía cạnh tình ái hay câu chuyện làm ăn, hầu hết tất cả các nghi phạm đều bị loại trừ một cách khó lý giải. Vì thế, các chuyên viên điều tra đã buộc phải xem xét lại toàn bộ vụ án. Dựa trên mô tả của nhân chứng Lương Quân, trong đêm xảy ra vụ án, anh ta đã thấy hai người phụ nữ bắt cóc Phan Đạo Văn. Một trong số đó mặc váy trắng, còn người kia thì khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xám nhạt và có mái tóc dài bay phấp phới. Dựa trên điều này, cảnh sát An Lục đã cho rằng nếu hai người phụ nữ này đã sát hại Phan Đạo Văn trong đêm đó, thì chắc chắn họ đã phải sử dụng phương tiện giao thông để vận chuyển thi thể từ hiện trường vụ án đến nơi vứt xác. Vì vậy, các cảnh sát đã vẽ ra các tuyến đường chính từ hiện trường vụ án đến khu vực lân cận. Sau đó, dựa trên các điểm có camera giám sát trên các tuyến đường này, cảnh sát An Lục đã thu thập được các video có liên quan trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lúc này, cảnh sát điều tra đã thực hiện việc kiểm tra từng video giám sát một cách cẩn thận. May mắn thay, do thời điểm xảy ra vụ án đã là đêm khuya, nên số lượng xe cộ trên đường không nhiều. Sau nhiều lần phát lại, có một chiếc xe đã gây nghi ngờ cho cảnh sát. Từ hình ảnh cho thấy, vào khoảng 11 giờ 19 phút tối ngày 23 tháng 8 năm 2014, một chiếc xe hơi màu đen đã di chuyển rất chậm xuất hiện tại một ngã tư gần hiện trường vụ án. Nó đi qua đi lại ở ngã tư này như đang đợi chờ một điều gì đó. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, trời đang mưa to nên các camera giám sát đã không ghi lại được biển số của chiếc xe một cách rõ ràng. Các chuyên viên điều tra chỉ có thể dựa vào video giám sát dọc theo tuyến đường để quan sát quỹ đạo di chuyển của chiếc xe hơi này. Cuối cùng, trong một hình ảnh chụp rõ nét tại một trạm thu phí, cảnh sát An Lục đã nhìn rõ hình dáng của toàn bộ chiếc xe. Đó là một chiếc xe hơi màu đen của hãng Audi, bắt đầu với chữ số 2K và kết thúc bằng số 030. Sau khi tra cứu trên hệ thống, cảnh sát đã phát hiện chủ sở hữu của chiếc xe này tên là Vương Bảo Cương, năm nay 46 tuổi và là người địa phương An Lục. Sau đó, cảnh sát đã điều tra về người đàn ông này và biết rằng Vương Bảo Cương trước đây đã tham gia vào một số hoạt động phạm pháp tại An Lục. Nếu xét về khía cạnh tiền án, Vương Bảo Cương có thể được coi là một tên tội phạm có tiếng ở An Lục. Đây chắc chắn là một manh mối vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, các điều tra viên đã không hành động một cách vội vàng. Trước tiên, cảnh sát phải điều tra mối quan hệ giữa Vương Bảo Cương và Phan Đạo Văn. Kết quả điều tra cho thấy Vương Bảo Cương đã từng có liên quan đến Phan Đạo Văn, nhưng lại không có mâu thuẫn hay xung đột rõ ràng nào giữa hai người. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2014, cảnh sát An Lục đã triệu tập Vương Bảo Cương đến để thẩm vấn. Kết quả là Vương Bảo Cương đã tiết lộ một thông tin mà cảnh sát không ngờ tới. Trong phòng thẩm vấn, Vương Bảo Cương đã trung thực kể lại cho cảnh sát An Lục biết rằng chiếc xe hơi Audi của anh ta, mặc dù đã đăng ký dưới tên của Vương Bảo Cương, nhưng nó lại thường xuyên được sử dụng bởi con trai anh ta là Vương Tiểu Cương. Sau đó, Vương Tiểu Cương cũng bị triệu tập đến cơ quan công an. Theo lời khai của Vương Tiểu Cương, lý do mà anh ta lái xe vòng quanh ngã tư vào thời điểm đó là vì bạn gái của anh ta sống ở gần đó. Vào đêm xảy ra vụ án, Vương Tiểu Cương đã lái xe đưa bạn gái trở về nhà. Tuy nhiên, vì một chút sự việc nhỏ, anh ta và bạn gái đã xảy ra cãi vã. Vì vậy, Vương Tiểu Cương đã lái xe chậm rãi và giải thích với bạn gái của mình. Đứng trước lời khai khó tin của Vương Tiểu Cương,
cảnh sát An Lục đã tìm đến bạn gái của anh ta để thẩm vấn. Ngạc nhiên thay, hai người này đã có lời khai hoàn toàn trùng khớp. Và để đảm bảo không có chút sai sót nào, các điều tra viên sau đó đã tiến hành điều tra các vết tích trên chiếc xe hơi Audi của Vương Tiểu Cương. Kết quả là họ đã không thu được bất kỳ dấu vết khả nghi nào trên xe. Rất bất lực, cảnh sát đã phải loại bỏ những nghi vấn về Vương Tiểu Cương. Sau đó các chuyên viên điều tra lại phải tiếp tục nghiên cứu các băng hình. Họ đã tìm thấy tất cả 8 phương tiện khác nhau đã đi qua gần khu vực trước và sau vụ án. Và sau khi tiến hành kiểm tra từng chiếc xe một, kết quả mà cảnh sát thu được vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Vậy điều gì đã khiến một chiếc xe rời bỏ hiện trường vụ án mà không để lại bất kỳ dấu vết nào? Đội điều tra đã quyết định tái xem xét lại các tình tiết của vụ án. Cuối cùng, họ đều đồng ý rằng việc tìm kiếm hung thủ qua chiếc xe là không sai. Nếu không tìm thấy dấu vết nào trong quá trình xem lại video giám sát thì chắc chắn là họ đã bỏ sót một số điều gì đó. Vì vậy, cảnh sát An Lục đã quyết định tăng cường lực lượng, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn trên tất cả các video giám sát ở các tuyến đường gần đó vào đêm xảy ra vụ án. Không ngoài dự đoán, họ đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Từ hiện trường vụ án đến hiện trường vứt xác, trong các video giám sát ở một ngã tư, các điều tra viên đã phát hiện một hình ảnh của một chiếc xe ba bánh. Và điều kỳ lạ hơn là cả trong khoang sau của chiếc xe ba bánh đó, cảnh sát còn phát hiện một người ngồi trên đó nhưng trông không rõ lắm. Tiếc là từ hình ảnh của camera giám sát, cảnh sát không thể nhìn rõ diện mạo của người trên chiếc xe ba bánh. Vì thế, để điều tra toàn bộ quá trình di chuyển của chiếc xe ba bánh này, các điều tra viên đã phải truy cập vào tất cả các video giám sát trên các đoạn đường gần đó vào ngày trước và sau vụ án. Sau một ngày đêm gian khổ xem đi xem lại, cuối cùng các điều tra viên đã tìm thấy chiếc xe ba bánh đó tại một con đường ven khu phố đi bộ trong khu đô thị gần đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thùng sau của chiếc xe ba bánh đó đã biến mất. Rõ ràng đây tiếp tục là một động thái tiêu hủy bằng chứng của hung thủ. Lúc này cảnh sát đã tin rằng nếu chiếc xe ba bánh thực sự là công cụ đã chở nạn nhân, thì thùng phía sau của chiếc xe chắc chắn sẽ còn lại một số dấu vết của vụ án. Vì vậy, các chuyên viên chịu trách nhiệm xem xét lại video giám sát đã tiếp tục theo dõi. Cuối cùng, họ đã phát hiện rằng chiếc xe ba bánh này đã bị tháo bỏ khoang sau trên một tuyến đường ở gần khu ngoại ô. Dựa trên vị trí của tuyến đường này, các chuyên viên điều tra đã nhanh chóng tìm thấy khoang sau đã bị tháo bỏ trong một cửa hàng sửa xe máy. Sau đó, các bác sĩ pháp y đã phát hiện một số vết máu nhỏ đã được lau sạch trong một góc của thùng xe. Sau khi phân tích và so sánh DNA, cảnh sát An Lục đã xác nhận rằng mẫu máu nhỏ này chính là của nạn nhân Phan Đạo Văn. Điều này có nghĩa là chiếc xe ba bánh chính là phương tiện đã vận chuyển nạn nhân. Dựa trên điểm khởi đầu này, đội điều tra đã nhanh chóng tìm ra chủ sở hữu của chiếc xe ba bánh là Huỳnh Thủy Tạo, 28 tuổi, ngụ tại thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra bí mật về mối quan hệ xã hội của Huỳnh Thủy Tạo. Đầu tiên, các chuyên viên điều tra đã tìm tới vợ của Phan Đạo Văn và tiến hành một cuộc hỏi cung. Dựa trên lời khai của Lý Sơn Bình, Huỳnh Thủy Tạo và Phan Đạo Văn không có bất kỳ mối liên quan nào và cũng không có xung đột hay mâu thuẫn gì giữa họ. Nếu những gì mà Lý Sơn Bình nói là đúng, Huỳnh Thủy Tạo dường như cũng không có động cơ phạm tội. Nhưng tại sao lại có máu của Phan Đạo Văn trên chiếc xe ba bánh của anh ta? Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát An Lục đã biết được rằng Huỳnh Thủy Tạo mới đến An Lục không lâu và công ty mà anh ta đang làm việc hiện tại chính là công ty Liên Cường. Đây là công ty có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Phan Đạo Văn và đã bị điều tra trước đó. Nhưng điều gây bất ngờ hơn là Huỳnh Thủy Tạo lại được giới thiệu vào công ty Liên Cường thông qua Hà Phi. Dựa trên việc trinh sát, cảnh sát An Lục đã biết rằng từ khi họ còn học tại trường võ thuật, Hà Phi và Huỳnh Thủy Tạo đã là bạn học. Mối quan hệ giữa hai người này có thể nói là rất thân thiết. Mặc dù trước đó đội điều tra đã loại bỏ nghi vấn về Hà Phi do thiếu chứng cứ, nhưng khi xem xét mối quan hệ này với Huỳnh Thủy Tạo, Hà Phi lại một lần nữa được đưa vào danh sách nghi phạm của cảnh sát An Lục. Vì vậy, các chuyên viên của đội điều tra đã quyết định xem xét lại hành trình di chuyển của Hà Phi trong đêm xảy ra vụ án.
Kết quả là họ đã phát hiện thấy hành trình lái xe của Hà Phi vào ngày xảy ra vụ án rất không bình thường. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 23 tháng 8, các điều tra viên đã xác định được chiếc xe riêng của Hà Phi đã rời khỏi khu vực thành phố An Lục và trở về quê nhà tại thị trấn Lôi Công. Và vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại chiếc xe riêng của Hà Phi trở về khu vực thành phố An Lục một lần nữa. Sau đó đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Hà Phi mới lái chiếc xe riêng trở về thị trấn Lôi Công. Hành trình kỳ lạ này khác biệt hoàn toàn so với lịch trình thường ngày của Hà Phi và không tương đồng với những gì anh ta đã trình bày trước đó. Dựa trên lời khai của Hà Phi, anh ta đã đi theo giám đốc tài chính của công ty là Tử Vĩ suốt đêm xảy ra vụ án. Rõ ràng là Hà Phi đã nói dối cảnh sát, nhưng tại sao Tử Vĩ lại nói rằng Hà Phi đã ở bên cạnh anh ta suốt đêm xảy ra vụ án? Các nhân viên của đội điều tra đã thấy vụ việc này rất đáng nghi ngờ, vì vậy họ đã quyết định tìm gặp Tử Vĩ để thẩm vấn. Sau đó Tử Vĩ đã giải thích rằng vào ngày 23 tháng 8, anh ta đã cùng ngồi với khách hàng uống rượu trong phòng suốt buổi tối. Trong khoảng thời gian này, Hà Phi đã có thời gian tự do và chỉ đến khoảng hơn 1 giờ sáng, anh ta mới lái xe đưa Tử Vĩ trở về nhà. Vì vậy, theo ký ức của Tử Vĩ, Hà Phi đã luôn ở bên cạnh anh ta. Chính lời khai giả dối này đã ám chỉ rằng Hà Phi hoàn toàn có khả năng thực hiện hành vi phạm tội trong đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, nhóm điều tra vẫn rất cẩn thận để tránh gây sự nghi ngờ. Vì vậy, họ đã suy đoán rằng trong đêm xảy ra vụ án, có thể sẽ có thêm các nghi phạm khác tham gia vụ án, bao gồm hai người phụ nữ mà nhân chứng đã nhìn thấy. Nhóm điều tra đã nghi ngờ rằng sau Hà Phi, Hình Thủy Tạo và hai người phụ nữ này có thể có những kẻ đứng sau bức màn đen tối, tức là kẻ đứng sau xúi dục và sai bảo. Suy đoán như vậy, cảnh sát đã điều 5 chiến sĩ để tiến hành một cuộc điều tra bí mật chi tiết về mối quan hệ xã hội của Hà Phi và Hình Thủy Tạo. Bên cạnh đó, có thể Hà Phi và Hình Thủy Tạo đã nhận tiền thuê để thực hiện vụ ám sát. Vì vậy, cảnh sát An Lục đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của họ và phát hiện ra không có giao dịch chuyển khoản nào bất thường. Sau khi điều tra và xét thấy không có bằng chứng về kẻ đứng sau, để tránh việc đêm dài lắm mộng, nhóm điều tra đã quyết định triển khai một cuộc vây bắt. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2014, cảnh sát An Lục đã bắt giữ Hà Phi và Hình Thủy Tạo. Trước những bằng chứng mạnh mẽ của cảnh sát, Hình Thủy Tạo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, anh ta đã khai rằng Hà Phi là người chủ mưu. Trong quá trình thẩm vấn tiếp theo, mặc dù Hà Phi và Hình Thủy Tạo đã tiết lộ sự thật về người phụ nữ mặc váy trắng, nhưng các chuyên viên điều tra chịu trách nhiệm thẩm vấn vẫn cảm thấy đáng sợ và suy ngẫm về động cơ của Hà Phi trong vụ án. Thời gian quay trở về thời điểm giữa tháng 7 năm 2014, do vấn đề về kinh doanh đất sét, Hà Phi và Phan Đạo Văn đã có một số lần mâu thuẫn và nảy sinh tranh cãi. Hà Phi đã khai rằng trong số các cuộc cãi vã đã có một cuộc xô xát chỉ có hai người. Lúc đó, Phan Đạo Văn đã tự nguyện đến nhà của Hà Phi để thương lượng giải quyết vấn đề. Nhưng Hà Phi lại là người có tính cách nóng nảy nên không chịu lắng nghe. Hắn ta đã lăng mạ và công kích Phan Đạo Văn. Trước khi ra về, trong lúc tức giận, Phan Đạo Văn cũng đã nói một câu thách thức đáng sợ. Anh ta đã nói rằng nếu mày không ngừng can thiệp thì tao sớm muộn sẽ giết mày. Mặc dù chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng Hà Phi đã ghi nhớ câu nói này vào lòng. Hắn ta càng suy nghĩ càng thấy không ổn. Cuối cùng, Hà Phi đã quyết định ra tay trước để mình được yên ổn. Vì vậy, Hà Phi đã gọi cho đồng bọn và cũng là bạn thân của mình là Hình Thủy Tạo đến để tiến hành vụ ám sát. Để tránh sự điều tra của cảnh sát, Hà Phi và Hình Thủy Tạo đã lên một kế hoạch cẩn thận trong hơn một tháng. Đầu tiên, họ đã mua một số công cụ gây án bao gồm một bộ tóc giả của phụ nữ, một chiếc váy dài, một cái áo choàng và một số dây thép và quả tạ. Tiếp theo, Hà Phi đã đến gần nơi cư trú của Phan Đạo Văn nhiều lần để thu thập thông tin. Vào buổi tối ngày 23 tháng 8 năm 2014, Hà Phi đã lái xe trở về nhà ở thị trấn Lôi Công, quê hương cũ của mình. Hắn ta đã tình cờ nhìn thấy Phan Đạo Văn đang ăn uống cùng vài người bạn. Từ đó, Hà Phi đã suy đoán rằng
Phan Đạo Văn có thể sẽ về nhà muộn hơn. Vì vậy, hắn ta đã quyết định thực hiện hành động vào buổi tối đó. Hà Phi trước tiên đã lái xe trở về khu vực thị trấn An Lục, sau đó gọi cho Hình Thủy Tạo và mang theo các công cụ gây án. Để tránh sự theo dõi và truy lùng của cảnh sát, Hà Phi đã yêu cầu Hình Thủy Tạo lái chiếc xe ba bánh cũ của hắn ta. Đến khoảng 10 giờ 30 phút tối cùng ngày, Hà Phi đã đội một mái tóc giả dài và Hình Thủy Tạo đã mặc một chiếc váy hoa trắng. Họ đã lẳng lặng đến gần nơi ở của Phan Đạo Văn. Hà Phi ban đầu đã để chiếc xe ba bánh ở một nơi không có camera giám sát trên đường. Sau đó anh ta trốn vào nhà để quan sát hành trình về nhà của Phan Đạo Văn. Trong khi đó, Hình Thủy Tạo đã sẵn sàng ẩn nấp trong hành lang. Hắn ta sẽ có nhiệm vụ bất ngờ tấn công Phan Đạo Văn. Vào khoảng 11 giờ 40 phút tối cùng ngày, Phan Đạo Văn đã đỗ xe dưới tòa nhà của mình. Sau đó anh ta đã đi đến lối vào cầu thang. Vào lúc này, Hình Thủy Tạo cũng đã bất ngờ tiến đến chặn đường. Hắn ta đưa ra một cú đấm mạnh mẽ vào đầu của Phan Đạo Văn. Sau khi bị đánh, Phan Đạo Văn đã ngay lập tức phản kháng. Trong quá trình cả hai vật lộn, đầu của Phan Đạo Văn đã va vào tường, ngã xuống đất và nằm trên sàn không có tiếng động. Ngay sau đó, Hà Phi và Hình Thủy Tạo đã nhanh chóng đưa Phan Đạo Văn lên thùng của chiếc xe ba bánh. Lúc này, Hà Phi đã nói rằng, tôi đã không trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân, mà chỉ giúp đỡ Hình Thủy Tạo phi tang thi thể. Dựa trên báo cáo giám định pháp y, nguyên nhân tử vong thực sự của Phan Đạo Văn là do bị siết cổ gây ngạt thở và tử vong. Điều này là không khớp với lời khai của Hà Phi về vụ án. Hơn nữa, sau khi qua đời, Phan Đạo Văn còn bị phi tang một cách cố ý xuống đáy sông. Dây sắt và quả tạ đã được sử dụng, được Hà Phi chuẩn bị từ trước khi gây án. Điều này chứng tỏ rằng đây là một vụ án giết người có chủ đích của hai tên tội phạm. Sau khi hoàn thành việc lấy lời khai, cảnh sát An Lục đã đưa Hà Phi và Hình Thủy Tạo đến dưới tòa nhà của Phan Đạo Văn sống để xác minh hiện trường vụ án. Nhưng không ngờ, gia đình của Phan Đạo Văn đã tình cờ chứng kiến được sự việc này. Vợ của anh ta là Lý Xuân Bình đã cảm thấy cực kỳ sốc. Cô đã mất kiểm soát và lao tới đánh Hà Phi. May mắn là có sự can thiệp của cảnh sát để ngăn chặn. Lý Xuân Bình đã nói rằng cô không thể tưởng tượng được rằng con trai ruột của người bạn mà chồng cô đã từng giúp đỡ lại là hung thủ sát hại anh. Tuy nhiên, Hà Phi sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt vì sự bốc đồng và liều lĩnh của mình. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, Tòa án Nhân dân cấp trung thành phố Tiêu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một bản án sơ thẩm. Bị cáo Hà Phi đã bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người và bị tước quyền chính trị suốt đời. Bị cáo Hình Thủy Tạo đã bị kết án tù chung thân về tội cố ý giết người và bị tước đoạt quyền chính trị trọn đời. Phiên tòa đã nhận được sự đồng tình rất lớn của công chúng. Quý vị khán giả thân mến, đằng sau vụ án đáng tiếc này, chúng ta lại một lần nữa thấy sự phức tạp của con người và sự mong manh của mạng sống. Hy vọng rằng chúng ta có thể rút ra được lời cảnh tỉnh từ đó. Trước những mâu thuẫn và xung đột, hãy giữ tính lý trí và phải thật bình tĩnh. Rất nhiều khi chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ sẽ mang tới những hậu quả khôn lường. Câu chuyện của Mật Mã Đen Trắng cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.